Vụ cưỡng chế đưa người đi test COVID-19, bí thư phường bị kiểm điểm, phê bình. Tối ngày 29 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp liên quan đến việc lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú phá cửa căn hộ ở chung cư Y e Home 4 và cưỡng chế đưa người phụ nữ đi test COVID-19. Sau khi nghe các bên liên quan báo cáo lại nội dung vụ việc, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Thuận An nhận định, Ông Võ Thanh Quang, bí thư đảng ủy phường Vĩnh Phú vì nóng vội trong việc bóc tách f không ra khỏi cộng đồng đã chỉ đạo cưỡng chế đưa bà Hoàng Thị Phương Lan đi xét nghiệm không, đúng quy trình, gây phản cảm. Trong vụ việc trên, bà Lan cũng có vi phạm, nếu bà hợp tác với lực lượng chức năng thì sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Thuận An thống nhất kiểm điểm, phê bình ông Quang, đồng thời đề nghị xử phạt bà Lan về hành vi không chấp hành quy định phòng, chống dịch để răng đe, không để xảy ra các trường hợp tương tự. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Thuận An nhận định, đây là bài học sâu sắc của địa phương trong công tác phòng chống dịch. Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đã đưa tin, sáng ngày 28 tháng 9, nhận được tin báo của ban quản trị Block qua 4 chung cư E4, đoàn công tác phường Vĩnh Phú do ông Võ Thanh Quang bí thư Đảng ủy phường làm trưởng đoàn đã đến phá cửa, cưỡng chế đưa bà Hoàng Thị Phương Lan cư dân chung cư đi test Covid-19. Lý do, người phụ nữ này nhiều lần không tham gia test COVID-19 cộng đồng vì sợ bị lây nhiễm chéo nên tự mua que test tại nhà cho mình và con trai 7 tuổi. Toàn bộ sự việc được quay lại đăng lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc trước hành động của địa phương. Sau sự việc, ông Võ Thanh Quang cũng đã công khai xin lỗi dư luận và bà Lan nhưng bà chỉ ghi nhận chứ chưa chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng việc cưỡng chế đã gây tổn hại tinh thần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.